liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Ngày 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ thêm những thủ đoạn, hành vi của bị can Phạm Mỹ Hạnh thông qua hình thức huy động vốn vào dự án Sâm Ngọc Linh. Theo tài liệu điều tra, bị can Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc thu tiền của hàng ngàn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc và lãi cho người góp vốn trước. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng. Số còn lại, người này dùng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản. Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ tháng 10 năm 2020 đến 11 đến 2022, Hạnh quảng cáo công ty đầu tư dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hứa trả lãi suất 24-48% một năm. Cơ quan công an xác định trong số hơn 1.200 tỷ đồng huy động được, Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp của Hạnh không có dự án đầu tư, chỉ thổi phồng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.